Ngày 31 tháng 8, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Ngãi vừa có báo cáo tình hình heo bị bệnh và chết sau khi tiêm phòng vaccine dịch tả heo châu Phi NAVET-ASFVAC. Qua khai báo của cửa hàng thuốc thú y Thiện Nghĩa, một số thú y viên cơ sở của xã đăng ký vaccine nên cơ sở có nhập 20 lọ vaccine nhược độc đông khô dịch tả heo châu Phi, chủng ASFV, G-Delta Y-177L. Do công ty cổ phần thuốc thú y trung ương Navetco sản xuất mang nhãn hiệu NAVET-ASFVAC, số lô 1, ngày sản xuất 15 tháng 2 năm 2022, hạn sử dụng đến ngày 14 tháng 2 năm 2023, số đăng ký TWEE-171 với quy cách mỗi lọ 25 liều bào chế ở dạng đông khô có kèm theo nước pha tiêm và đã bán 18 lọ, còn 2 lọ công ty đã thu hồi khi xảy ra sự cố. Qua khai báo của thú y cơ sở, khi mua thuốc có tờ hướng dẫn đối với heo thịt tiêm 1 con 1 liều và đối với heo nái tiêm 1 liều 5 con. Qua kết quả điều tra, thống kê của các huyện và thành phố tại các hộ chăn nuôi, trong 18 lọ vaccine NAVET-ASFVAC đã sử dụng tiêm được 969 con, tổng số heo bị sự cố là 830 con, tổng số heo bị sự cố chết là 679 con, tổng số heo bị sự cố chết còn sống nhưng bỏ ăn là 290 con. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Ngãi, do việc tiêm phòng vaccine dịch tả heo châu Phi không có sự giám sát của các cơ quan thú y và công ty Navetco, nên thú y cơ sở và người chăn nuôi chưa tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Cục Thú y. Tiêm sai đối tượng tiêm phòng, ngoài ra có thể do các đàn heo đang bị nhiễm virus dịch tả heo châu Phi thực địa, nên khi tiêm vaccine đã tạo điều kiện cho bệnh phát ra.